Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân Thị xã Nghi Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thị ủy Nghi Sơn bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung Thị xã Nghi Sơn, khóa học 2019-2020. Vụ mùa năm 2021, toàn thị xã gieo cấy được 5.200 hectare lúa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị, Hội đồng Nhân dân Thị xã Nghi Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía thị xã Nghi Sơn có các ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các ông nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tịnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, các ông bà trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thị xã, lãnh đạo các xã phường. Ông Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, phát biểu khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thị xã Nghi Sơn có 170.460 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,41%. Kết quả, có 40 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu số lượng và chất lượng. Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021. Theo đó, hội nghị đã thống nhất đánh giá. Mặc dù cả nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh, sự giúp đỡ, hướng dẫn có hiệu quả các sở ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự chủ động tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử, tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, cùng với việc thực hiện công khai minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đã diễn ra công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ rất cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu tại kỳ họp, ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đã chúc mừng các đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Thị ủy Nghi Sơn nhấn mạnh: báo cáo với lại đơn vị đại biểu Hội đồng để chúng ta trúng cử 40 vị đại biểu Hội đồng. Đây là những đại biểu ưu tú, chúng ta đại diện cho ý chí, cho nguyện vọng của nhân dân toàn thị xã, để chúng ta cùng với lại đảng bộ, chính quyền, chúng ta gánh vác cái trọng trách để phát triển kinh tế, kinh tế xã hội, xây dựng thị xã Nghi Sơn, chăm lo đời sống nhân dân. Đấy thì cũng rất mong để chúng ta trong một cái nhiệm kỳ làm việc với nhau, chúng ta đoàn kết, cởi mở và chân thành với nhau. Đấy có thể trong cuộc sống hàng ngày, đấy về quan điểm, về chính kiến, có thể chúng ta cũng đang còn khác nhau. Đấy nhưng mà vì cái mục tiêu chung, rất mong các đồng chí gác lại những cái nó không cụ thể, nó không tổng quan, để nó mang cái góc độ cá nhân để chúng ta xây dựng một cái tập thể của Hội đồng Nhân dân vững mạnh và đoàn kết. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết,
Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng ban, Phó trưởng ban, các ban của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20. Bầu các chức danh thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Hội thẩm Nhân dân thuộc Tòa án Nhân dân thị xã. Kết quả, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy, trúng cử chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Nghi Sơn, trúng cử chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã. Ông Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức thị ủy, trúng cử chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã. Ông Đậu Văn Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã, tái cử chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 19, tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Mai Sĩ Lân, Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 19, tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu 14 ông bà vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, bầu Hội thẩm Nhân dân thuộc Tòa án Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình làm việc của kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã thông qua nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20 và các kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp. Ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hai là tập trung cao độ cho việc thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trọng tâm là các nhiệm vụ giải pháp phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của nhân dân, nâng cao năng lực chỉ đạo quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Ba là tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đóng trên địa bàn và chính quyền các phường, xã, nhất là quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thị xã, tạo thành sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thị xã đã đề ra. Bốn là Hội đồng Nhân dân thị xã sẽ triển khai kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thị xã 20 dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2021. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung của kỳ họp, đồng thời tích cực chuẩn bị các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026, kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2026. Dự thảo nghị quyết trong chương trình xây dựng nghị quyết năm 2021, nhất là các nghị quyết nhằm thực hiện chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Năm là các tổ đại biểu và các đại biểu hội đồng nhân dân thị xã tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp và khuyến khích, động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của hội đồng nhân dân thị xã. Các vị đại biểu hội đồng nhân dân thị xã cần tích cực, chủ động nghiên cứu hiến pháp, pháp luật, nhất là luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị xã trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp và sự khởi đầu tốt đẹp tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới, nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao của Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã trước nhân dân. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn quá trình hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đại biểu đã đến dự kỳ họp. Xin cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và nhân dân thị xã. Hội đồng Nhân dân thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri trên địa bàn thị xã phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026 theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã khóa 26 đã đề ra. Với truyền thống và kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tương lai phát triển của thị xã, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị xã và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Với niềm tin tưởng đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Chính trị thị xã, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thị ủy Nghi Sơn tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung thị xã Nghi Sơn khóa học 2019-2020. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Lương Trọng Thành, tỉnh ủy viên, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung thị xã Nghi Sơn khóa học 2019-2020 khai giảng ngày 4 tháng 12 năm 2019 với 78 học viên. Theo đó, trong thời gian học tập, các học viên đã được học tập, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân ở cơ sở, và tình hình nhiệm vụ của địa phương. Trong quá trình học tập, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt phương châm đào tạo, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học theo phương châm ba tăng: tăng thực hành, tăng đối thoại
tăng xử lý tình huống. 3 giảm, giảm thụ động, giảm lý thuyết, giảm độc thoại. Qua đó đã phát huy tính chủ động của học viên, tạo diễn đàn cho học viên trao đổi, thảo luận, kiến thức các môn học, phần học. Với phương châm, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, lớp đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế với nội dung, kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Học tập trao đổi kinh nghiệm với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về các nội dung, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị của thành phố Tam Điệp, viết bài thu hoạch với nội dung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền đô thị. Từ đó, các học viên đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp trong việc xây dựng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được nhà trường xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hành chính, trong đó loại giỏi chiếm 32,1%, loại khá chiếm 67,9%. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Lương Trọng Thành, tỉnh ủy viên, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh và đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 78 học viên. Trường chính trị tỉnh khen thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6 năm 2021, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt an toàn thực phẩm tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh làm tổ trưởng, đã có buổi thẩm định hồ sơ và đánh giá tiêu chí an toàn thực phẩm tại phường Nguyên Bình, xã Hải Yến và phường Bình Minh. Tiếp và làm việc với Tổ thẩm định, về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Thường trực về Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm thị xã Nghi Sơn, cùng lãnh đạo các ngành hữu quan và lãnh đạo phường Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Yến. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giết mổ, cửa hàng, bếp ăn của trường mầm non trên địa bàn phường Bình Minh, phường Nguyên Bình và xã Hải Yến, nghe báo cáo của các địa phương trong thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt an toàn thực phẩm và tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra các mặt tồn tại như chưa thống nhất về mặt số liệu trong hồ sơ báo cáo, các cơ sở giết mổ trên địa bàn phường Nguyên Bình chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một số lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện các nhóm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4 trên 4 nhóm tiêu chí an toàn thực phẩm của phường Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Yến đạt các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Yến trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhóm tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, an toàn thực phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, vì vậy các xã, phường cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được, đặc biệt cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác an toàn thực phẩm. Cần có cơ chế hỗ trợ cho tổ giám sát tại cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện, tăng cường giám sát tại cơ sở đã được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm và rà soát bổ sung các cơ sở nhỏ lẻ, nhất là các cơ sở buôn bán nông sản, thực phẩm. Hàng năm, phải tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ cho cán bộ giám sát cộng đồng tại cơ sở, quản lý chặt chẽ các sản phẩm từ nơi khác đến địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã, phường an toàn thực phẩm. Đồng chí Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm các phường Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Yến cần rà soát lại hồ sơ, hoàn thiện báo cáo cho phù hợp, chính xác, để gửi về Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận phường Nguyên Bình, Bình Minh và xã Hải Yến đạt tiêu chí xã, phường đạt an toàn thực phẩm năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị đoàn Nghi Sơn tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc dự. Với phương châm hành động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban Thường vụ thị đoàn Nghi Sơn tiếp tục triển khai một chương trình và 4 chiến dịch với các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, chiến dịch hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền phòng chống đuối nước, tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, huy động đoàn viên thanh niên, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để đạt được kết quả đề ra, Ban Thường vụ Thị đoàn Nghi Sơn đề nghị các cơ sở đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nêu cao tinh thần của tuổi trẻ, sẵn sàng xung kích, hành động và tổ chức các hoạt động phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Thị đoàn Nghi Sơn đã trao 5 suất quà cho 5 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hải Hòa. Ngay sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên phường Hải Hòa, đoàn công an thị xã Nghi Sơn và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Hòa đã tham gia thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển tại khu du lịch biển Hải Hòa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm cho điều tra viên của các đơn vị xã phường. Tại hội nghị, 65 điều tra viên các xã phường đã được cán bộ Cục Thống kê tỉnh phổ biến các thông tin về nghiệp vụ như phương án tổng điều tra kinh tế, đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra, phiếu điều tra, phương pháp thu thập thông tin, nhiệm vụ của điều tra viên, nhận diện đơn vị điều tra, hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phục vụ chương trình điều tra. Theo đó, trên toàn thị xã Nghi Sơn có 58 địa bàn với 65 điều tra viên đã được lựa chọn. Trong đó chủ yếu là những điều tra viên đã từng có kinh nghiệm, thành thạo sử dụng điện thoại thông minh và xử lý số liệu phần mềm sau khi đã thu thập các thông tin về doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cơ sở hành chính. Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có nhiều điểm mới. Vì vậy, thông qua hội nghị tập huấn này, các điều tra viên đã được cung cấp nhiều kiến thức về nghiệp vụ điều tra và ứng dụng công nghệ trong quá trình điều tra, thu thập thông tin và xử lý số liệu một cách chính xác, đầy đủ. Qua đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển trên từng lĩnh vực. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy chính quyền phường Bình Minh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong thời gian qua, phường Bình Minh đã tập trung lồng ghép tuyên truyền liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật phòng chống tác hại của rượu bia, luật phòng chống tác hại của thuốc lá, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật an toàn thực phẩm, luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt, phường đã tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 70 chương trình phát thanh. Bên cạnh đó, việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng. Chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện nay, phường có một tủ sách pháp luật đặt tại phòng tư pháp hộ tịch Ủy ban Nhân dân phường với trên 700 đầu sách, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Hoạt động của 7 tổ hòa giải tại 7 tổ dân phố cũng phát huy được hiệu quả tích cực, đã kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường về các quy định của pháp luật và các nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại 7 tổ dân phố cũng như phòng một cửa của phường, đảm bảo giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường, đồng thời tổ chức đối thoại
với nhân dân để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Vụ mùa năm 2021, thị xã Nghi Sơn gieo trồng 5.800 hectare, trong đó diện tích lúa 5.200 hectare. Hiện nay, người dân các xã phường trên địa bàn thị xã đã hoàn thành gieo cấy vụ mùa. Theo đó, trà lúa mùa sớm có tổng diện tích 5.100 hectare, gồm 1.000 hectare gieo cấy ở các chân vàn sâu, không chủ động tiêu, ở ven sông Kinh Thang, ven sông Bảng, sông Yên. Giống lúa chủ yếu là khang dân 18, khang dân đột biến. Diện tích 4.000 hectare chủ động tưới tiêu, trồng các loại giống lúa lai chủ lực như Thái Xuyên 111, VT404, VT505, các giống thuần chủ lực BC15, TBG225, Bắc Thịnh, Hương Thơm 1. Diện tích 100 hectare không chủ động nguồn nước với các giống có khả năng chịu hạn, khang dân 18, khang dân đột biến. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các xã phường chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả phương án tưới tiêu hợp lý, phòng chống hạn và phòng chống lụt bão, ra quân nạo vét hệ thống kênh mương tiêu, làm thủy lợi nội đồng, thường xuyên kiểm tra hồ đập nhỏ, chủ động các máy bơm phục vụ khi cần thiết, hoàn thiện, tu bổ các hệ thống tiêu thoát nước, đảm bảo thoát nước kịp thời khi xảy ra mưa lớn. Các ngành liên quan của thị xã thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện sâu bệnh kịp thời để hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.